một món quà, một pha chuyền chuyền khai bóng hơi non và người đã mang vào dứt điểm đó cầu thủ màu số 6 Lâm Phú. Thank you.
bán dành cho cao thủ của chủ nhà. Một pha làm bán dành cho Thu Thành, dành cho thủ môn Tung Anh. Khi mà các vị trí ở trên hàng tấn công